Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức tổ quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Israel tuyên bố bất ngờ tìm thấy trung tâm chỉ huy Hamas nằm dưới tầng hầm bệnh viện Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết bằng chứng về một trung tâm chỉ huy ngầm của Hamas nằm bên dưới một bệnh viện nhi ở thành phố Gaza, bao gồm các dấu hiệu cho thấy địa điểm này từng được sử dụng để giam giữ con tin. Giao tranh ở Gaza đã gia tăng kể từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 và Israel đã bị chỉ trích nặng nề về vụ tấn công. Vào khu phức hợp bệnh viện Al-Sifa, các cuộc tấn công vào bệnh viện đã trở thành điểm nóng trong cuộc giao tranh và sự hiện diện hoặc thiếu trung tâm chỉ huy của Hamas có thể đe dọa sự hỗ trợ của quốc tế dành cho Israel và đặt tổng thống cho Biden vào tình thế khó khăn. Trong một video được đăng lên mạng xã hội X hôm thứ Hai, người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã đi qua tầng hầm của bệnh viện chuyên khoa trẻ em Al-Jantisi ở phía tây Gaza. Israel cho biết tính đến tối chủ nhật, bệnh viện đã được sơ tán theo như họ biết sau khi quân đội bao vây tòa nhà vài ngày trước đó nbc news đưa tin hagari chỉ vào bằng chứng ở tầng hầm của bệnh viện mà ông cho rằng dấu hiệu cho thấy tòa nhà được sử dụng làm trung tâm chỉ huy của hamas bao gồm các thiết bị quân sự hạng nặng như súng ống lựu đạn cầm tay và áo khoác có cải chất nổ tôi muốn bạn hiểu loại trang bị này là trang bị cho một cuộc chiến lớn ông nói và chỉ tay vào đồng thiết bị hagari cũng chỉ ra bằng chứng cho thấy các con tin vẫn bị hamas giam giữ có thể đã bị giam giữ ở tầng hầm của al jantisi những biểu hiện như vậy bao gồm bình sữa và tã trẻ em, cũng như cơ sở hạ tầng ngẫu hứng như vòi sen, nhà vệ sinh và khu vực bếp nhỏ. Ông cũng chỉ vào một căn phòng có nhiều ghế dài và rèm được treo trên tường gạch. Hagari lưu ý rằng không có lý do gì để kéo rèm trong phòng trước khi bạn muốn quay phim con tin. Người phát ngôn của IDF cũng tìm thấy một danh sách viết bằng tiếng Ả Rập trong phòng mà ông khẳng định có nội dung, chúng tôi đang hoạt động. Hagari nói thêm, đây là danh sách người giám hộ nơi mọi kẻ khủng bố đều viết tên mình và mỗi kẻ khủng bố có đối tượng riêng để bảo vệ những người có mặt ở đây. Đoạn video cũng bao gồm cảnh mà Hagari nói là nhà của một sĩ quan hải quân cấp cao của Hamas nằm cách bệnh viện Al-Rantisi 200 thước, cũng như một đường hầm gần quân viên bệnh viện, đường hầm được cho là dài 20 mét và được củng cố bằng cửa chống đạn. Hagari nói thêm, có vẻ như bằng chứng xác thực, bằng chứng rõ ràng cho thấy bệnh viện có liên hệ với đường hầm. Newsweek không thể xác minh báo cáo của IDF một email đã được gửi đến văn phòng báo chí IDF để biết thêm thông tin. Israel từ lâu đã cho rằng Hamas sử dụng nhà cửa, bệnh viện và trường học làm lá chắn cho các chiến binh, một phần vì thương vong của dân thường thu hút được sự đồng cảm với phong trào giải phóng người Palestine và sự chú ý của quốc tế. Các video hôm thứ hai của IDF xuất hiện khi lực lượng Israel tiếp tục áp sát bệnh viện al shifa cơ sở chăm sóc sức khỏe lớn nhất của Gaza, nơi họ tuyên bố cũng có một trung tâm chỉ huy của Hamas bên dưới cơ sở này. Tuy nhiên, theo Aviv đưa ra rất ít bằng chứng cho tuyên bố của họ còn Hamas và giám đốc bệnh viện Sifa Mohamed Abu Semia đã phủ nhận sự tồn tại của một trung tâm chỉ huy ngầm. Trước khi phát hành các video và thứ hai, Israel đã công bố một bản đồ có các dấu hiệu mà họ cho là các địa điểm của các cơ sở quân sự dưới lòng đất. Người phát ngôn quân đội Israel Trung tá Richard Hess nói với hãng tin AP, nếu chúng tôi thấy Hamas nổ súng từ các bệnh viện, chúng tôi sẽ làm những gì cần làm. Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Asraf al cho biết bệnh viện đã bị cắt điện, đồng thời nói với Reuters rằng các bệnh nhân bao gồm cả trẻ sơ sinh đã không qua khỏi. Tờ New York Times đưa tin rằng hàng nghìn người đã chạy trốn khỏi Ansifa vào cuối tuần qua và Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Hai rằng tình hình là thảm khốc và nguy hiểm đối với các bệnh nhân bên trong. Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Biden nói với các phóng viên từ phòng bầu dục rằng các bệnh viện của Gaza phải được bảo vệ, đồng thời nói thêm tôi hy vọng là sẽ không còn những cuộc tấn công nhằm vào các bệnh viện. Israel cảnh báo Hezbollah đùa với lửa, nguy cơ xung đột ở mặt trận Liban. Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục tấn công các mục tiêu xuyên biên giới, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột toàn diện. One Street Journal dẫn lời các quan chức Israel hôm 13 tháng 11 cho biết, nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và lực lượng ở Liban gia tăng trong những tháng gần đây, trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ở giải Gaza. Các quan chức Israel cảnh báo nếu nổ ra một cuộc xung đột toàn diện với lực lượng Hezbollah ở Liban, họ sẽ phá hủy thành trì của nhóm vũ trang này, các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và lực lượng Israel ở biên giới đã gia tăng trong tuần qua, khiến nhiều người không qua khỏi và bị thương. Theo Al Jazeera, vào ngày 12 tháng 11, ít nhất 10 dân thường và 7 binh sĩ Israel đã bị thương do hỏa lực súng cối, rocket và tên lửa chống tăng bắn từ Liban và miền Bắc Israel. Theo các cơ quan quân sự và y tế Israel, vụ tấn công trên là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến dân thường dọc biên giới Liban-Israel kể từ sau cuộc không kích của Israel vào miền nam Liban hôm 5 tháng 11, khiến một phụ nữ và ba trẻ em không qua khỏi. Các chiến binh ở Liban cho biết họ đã phóng tên lửa và tên lửa này đã tập kích sâu vào khu vực phía bắc Israel. Trong khi đó, các quan chức Israel tuyên bố các cuộc tấn công bằng tên lửa này được thực hiện với sự chấp thuận của Hezbollah, nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn. Hezbollah đã nhận trách nhiệm về việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang để tấn công các vị trí quân sự của Israel dọc biên giới phía bắc của Israel trong những ngày gần đây. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 13 tháng 11 lên tiếng xác nhận các cuộc giao tranh ở biên giới Israel-Liban Đồng thời cảnh báo những ai muốn mở rộng các cuộc tấn công chống lại lực lượng Israel đều đang đùa với lửa. Hỏa lực sẽ được đáp trả bằng hỏa lực mạnh hơn nhiều. Họ không nên thử thách chúng ta vì chúng ta mới chỉ thể hiện một phần sức mạnh của mình. Chúng ta sẽ gây tổn thất những người làm hại chúng ta, ông Netanyahu tuyên bố. Chúng ta sẽ khôi phục an ninh ở phía bắc và phía nam, Hamas sẽ bị loại bỏ, ông Netanyahu nói thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cuối tuần trước cảnh báo Hezbollah sắp mắc phải một sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn đến kịch bản người dân phải rời bỏ nhà cửa. Nếu nhóm này tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công gần biên giới phía bắc của Israel, Hezbollah đang kéo Liban và một cuộc chiến có thể xảy ra và họ đang phạm sai lầm. Ông Galan nói trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở miền bắc Israel. Hezbollah là nhóm vũ trang hồi giáo dòng Shia được Iran hậu thuẫn và cũng là một đảng chính trị lớn hoạt động tại Liban. Mối đe dọa từ Hezbollah gây lo ngại cho Israel do tiềm lực quân sự của nhóm này vượt trội hơn Hamas. Ước tính Hezbollah sở hữu 150.000 đến 200.000 quả rocket đủ sức tấn công hàng loạt mục tiêu khắp lãnh thổ mà Israel kiểm soát trong thời gian dài. Mỹ đã bày tỏ lo ngại về mặt trận thứ hai ở biên giới israel liban nếu lực lượng Hezbollah tham chiến, trong khi đó lực lượng Hezbollah tuyên bố đã chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel vào thời điểm thích hợp. Lý do Mỹ không đáp trả cứng rắn các lực lượng thân Iran, Mỹ phản ứng hạn chế trước đòn tập kích của các nhóm thân Iran ở Trung Đông, nhằm tránh để xung đột lan rộng tại khu vực. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông liên tục bị tập kích bằng tên lửa thiết bị bay không người lái UAV từ sau cuộc tấn công hiệp đồng của Hamas và lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10. Nhóm vũ trang có tên lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra phần lớn các vụ tấn công. Theo Viện Chính sách Cận Đông Washington, đây là tên gọi chung của các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq. Nhận lệnh trực tiếp từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, Mỹ cũng cáo buộc các vụ tấn công do lực lượng thân Iran gây ra. Đây được cho là động thái của Tehran nhằm gây sức ép với Washington trong bối cảnh nước này đang hỗ trợ Israel đối phó với Hamas, đồng minh của Iran. Việc căn cứ của Mỹ ở Trung Đông bị các nhóm do Iran hậu thuẫn tập kích không phải là hiện tượng mới mà đã diễn ra nhiều thập kỷ qua. Theo số liệu của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM các lực lượng thân Iran đã tiến hành tổng cộng 83 vụ tấn công như vậy trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, tần suất các vụ tấn công gia tăng mạnh thời gian gần đây. Lầu Năm Góc ngày 11 tháng 11 cho biết đã có ít nhất 48 vụ tập kích như vậy xảy ra từ hôm 17 tháng 10, khiến ít nhất 5-6 binh sĩ Mỹ bị thương, khoảng một nửa bị chấn động não. Washington tới nay xác nhận đã tiến hành 3 vụ tấn công trả đũa, gần nhất là không kích cơ sở hạ tầng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và dân quân thân Tehran ở miền đông Syria. Phản ứng hạn chế của nước này khiến một số người bất ngờ, nhất là khi vụ tấn công trả đũa đầu tiên hôm 26 tháng 10 không làm giảm các vụ tập kích nhằm vào căn cứ Mỹ. Trong hoàn cảnh bình thường, nếu các nhóm dân quân này ném một que diêm nhỏ về phía chúng ta, họ sẽ phải nhận lại gấp đôi vì chúng ta không muốn bất cứ người Mỹ nào bị hại cả. Mitchell Cry, chuyên gia tại Viện Chính sách Cận Đông Washington nhận xét. Trong buổi họp báo ngày 7 tháng 11, khi được hỏi liệu các phương án đáp trả của Mỹ có hiệu quả hay không, Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Swain cho biết Mỹ không bắt buộc phải có hành động ăn miếng trả miếng mỗi khi bị tấn công. Nhấn mạnh rằng nước này tự quyết định thời gian địa điểm phù hợp để trả đũa đối phương một cách hiệu quả nhất. Quan chức này cũng cho biết các vụ tập kích không gây ra thiệt hại lớn đối với lực lượng Mỹ, dù có nhiều người đã bị thương. Tuy số lượng các vụ tấn công gia tăng, chúng tôi không ghi nhận cương vong hay tổn hại đáng kể nào với lực lượng của mình, bà nói. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 6 tháng 11 khẳng định các vụ tập kích của nhóm phiến quân nhằm vào căn cứ Mỹ ở Trung Đông đều không hiệu quả, phần lớn bị phòng không nước này đánh chặn. Giới chuyên gia nhận định Mỹ kiềm chế đáp trả các nhóm dân quân thân Iran nhằm ngăn xung đột Israel-Hamas lan rộng ra khu vực, kéo theo sự tham gia trực tiếp của Tehran Lò lửa Trung Đông thời gian qua vốn trực chờ bùng nổ khi các lực lượng do Iran hậu thuẫn không chỉ tấn công căn cứ Mỹ mà còn thường xuyên triển khai tên lửa UAV tập kích lãnh thổ Israel. Nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban thường xuyên đọ súng qua biên giới với quân đội Israel. Nhóm Houthi ở Yemen cũng phóng tên lửa và UAV vào miền nam Israel. Trong bối cảnh hiện nay, đòn đáp trả quyết liệt có thể làm bùng phát một cuộc chiến giữa Iran, Hezbollah và Israel, ông nhận định theo chuyên gia này washington có thể đã nhận định rằng mục đích chính của các nhóm dân quân thân iran không phải là gây thiệt hại lớn cho lực lượng mỹ do đó chính quyền ông biden quyết định chỉ đáp trả một cách hạn chế jonathan lord giám đốc chương trình an ninh trung đông tại tổ chức tư vấn trung tâm an ninh mỹ mới cnas cũng cho rằng các đòn tấn công mang mục đích chính trị nhiều hơn theo ông thông qua việc tập kích vào lực lượng mỹ các lực lượng thân tehran muốn lôi kéo washington vào các cuộc xung đột nhỏ lẻ không thể tập trung vào các mục tiêu chiến lược ở khu vực như tiêu diệt tận gốc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hay kiềm chế xung đột ở giải Gaza. Các nhà hoạch định Mỹ đang tìm cách cân bằng giữa việc phản ứng như thế nào để chứng minh năng lực bảo vệ công dân của mình, đồng thời vẫn có thể tiếp tục hướng tới các mục tiêu chiến lược, bao gồm việc tiêu diệt tận gốc IS. Lord nêu quan điểm, Mỹ cũng không muốn leo thang xung đột với các lực lượng ủy nhiệm của Iran hay khiến chiến sự ở Gaza lan rộng. Theo ông, các nhóm dân quân thân Tehran còn muốn dùng việc tấn công căn cứ Mỹ để nâng cao tiếng nói trước các đối thủ cạnh tranh trong khu vực cũng như làm rối loạn hoạt động của Mỹ tại Iraq và Syria, nơi Washington có tổng cộng hơn 3.500 lính đồn trú để làm nhiệm vụ dọn dẹp tàn dư IS. Mỹ hiện vẫn chưa mắc bẫy, lốt nhấn mạnh. Dù vậy, chính quyền ông Biden vẫn không loại trừ khả năng có hành động đáp trả cứng rắn hơn trong trường hợp các đòn tấn công gây ra thiệt hại lớn cho lực lượng Mỹ. Ưu tiên cao nhất của Tổng thống là bảo đảm an toàn cho binh sĩ Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện thêm những biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân lực và cơ sở hạ tầng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 8 tháng 11 khẳng định các nhà hoạch định Mỹ đang cố gắng giữ một cái đầu lạnh để có thể tập trung hướng tới các mục tiêu lớn là ngăn cuộc xung đột lan rộng, Lốt cho biết. Điều đó có thể sẽ giúp nhiều người không phải bỏ mạng sau này. Tình báo Israel, thủ lĩnh Hamas từ cõi chết trở về, bày mưu vụ đột kích ngày 7 tháng 10. Telegraph ngày 11 tháng 11 đưa tin tình báo Israel tiết lộ một thủ lĩnh Hamas được tuyên bố đã chết nhiều năm trước, hiện vẫn còn sống và có liên quan vụ tấn công Israel ngày 7 tháng 10 theo đó, Mohamed Sinwa, em trai của thủ lĩnh Hamas ở Gaza, Yaya Sinwa, được nhóm chiến binh tuyên bố đã chết vào năm 2014. Thậm chí nhóm này còn tung ra hình ảnh ông ta nằm trên giường đầy máu. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với tình báo Israel cho biết cái chết của Mohamed Sinwa là giả và ông ta đã sống trong các đường hầm mạng nhện của Hamas bên dưới lòng đất ở Gaza trong nhiều năm. Một cựu lãnh đạo lực lượng chống khủng bố của cơ quan tình báo Israel Mossad nói với Telegraph, 100% hắn là thành viên của nhóm nòng cốt lên kế hoạch cho vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Theo Telegraph, vụ đột kích bất ngờ của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 chứng kiến các tay súng tấn công bằng đường không, đường bộ và đường biển, dẫn đến cái chết của khoảng 1.200 người ở Israel và 240 người bị bắt giữ làm con tin. Vị cựu lãnh đạo Mossad nói về Mohammed Sinwa, trong giới lãnh đạo quân sự của Hamas, hắn rất quan trọng, hắn đứng thứ bảy trong danh sách truy nã của Israel, cùng với những người như Mohammed Jaib, Marwan Issa và Tavris Abu Naim. Hắn là một nhân vật quan trọng và chắc chắn hắn vẫn còn sống. Nhà phân tích tình báo độc lập Jonen Solomon, người đã theo dõi Mohamed Sinwa trong hơn hai thập kỷ, nói với Telegraph rằng chuyên môn của ông ta là xâm nhập biên giới và bắt cóc con tin để đảm bảo tất cả tù nhân người Palestine đang bị giam giữ tại Israel được thả. Solomon cho biết, hành tung của Mohamed Sinwa bí mật đến nỗi ngay cả người dân ở Gaza cũng không thể nhận ra. Ông ta di chuyển bí mật và trong phạm vi hạn chế vì sợ bị Israel giám sát. Trong hai thập kỷ qua, ông ta đã sống sót qua sáu vụ ám sát. Theo Telegraph, quân đội Israel đã phá hủy ngôi nhà của gia đình Mohammed Sinwa vào ngày 24 tháng 10 năm 2004, sau khi ông ta đã phải chuyển xuống sống dưới lòng đất bởi một vụ ám sát thất bại vào năm 2003. 10 năm sau, giữa đỉnh điểm của cuộc chiến năm 2014 giữa Israel và Hamas, nhóm chiến binh tuyên bố Mohammed Sinwa đã chết, đồng thời tung ra bức ảnh cho thấy ông ta nằm trên một chiếc giường dính máu. Nhà phân tích Solomon cho biết việc Mohammed Sinwa giả chết là một phần trong sứ mệnh bảo vệ những chỉ huy bóng tối của Hamas. Kể từ đó, Mohamed Sinwa chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, mà chỉ tham gia một cuộc phỏng vấn giấu mặt với hãng truyền thông Al Jazeera vào tháng 5 năm 2022. Mohamed thậm chí còn không đến dự đám tang của cha mình vào tháng 1 năm ngoái. Nhưng lực lượng phòng vệ Israel IDF đã viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 10 tháng 11 rằng họ một lần nữa nhắm mục tiêu vào Mohamed Sinwa và các binh sĩ lữ đoàn 7 thuộc quân đoàn pháo binh IDF đã lục soát một văn phòng có liên quan tới ông ta và tìm thấy các tài liệu học thuyết quân sự Vị cựu lãnh đạo Mossad nói với Telegraph rằng Mohamed Sinwa là một trong những thành viên đầu tiên trong cánh quân sự của Hamas. Trước đây từng giữ vai trò hành chính, Mohammed cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho anh trai ông ta, Yahya Sinwa, được trả tự do khỏi nhà tù Israel trong một cuộc trao đổi tù nhân năm 2011. Yahya Sinwa hiện là mục tiêu bị Israel truy nã gắt gao nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan vào tuần trước cho biết, Sinwa Anh, người từng được các bác sĩ Israel cứu, khi còn ở trong tù ở Israel đã bị bao vây trong một hầm trú ẩn. Các quan chức Israel đã mô tả ông ta như một xác chết biết đi. Theo Tổ chức Nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, ECFR, Yahya Sinwa trở thành thủ lĩnh Hamas tại Gaza và là thành viên văn phòng chính trị của lực lượng này vào năm 2017. ECFR cho biết thêm, Sinwa Anh được cho là một trong những nhân vật chủ chốt liên kết văn phòng chính trị của Hamas với cánh quân sự của lực lượng này. Houthi dồn dập điều động binh lực lớn, hàng trăm xe quân sự hạng nặng và tên lửa ứng chiến Israel. Xe quân sự hạng nặng, tên lửa phòng không và tên lửa tấn công đường biển đã được Houthi dồn dập điều động. Houthi điều động binh lực quy mô lớn. Theo Trung tâm Tin tức và Nghiên cứu Source 24, chuyên về các vấn đề liên quan tới Nam Yemen, một nguồn tin quân sự chính thức trong Hội đồng lãnh đạo Tổng thống của Lực lượng Liên hợp Yemen PLC cho biết rằng vào ngày 11 tháng 11, nhóm vũ trang Houthi đã điều quân tiếp viện về phía bờ biển phía tây nước này ở tỉnh Hodeida, hay Al nguồn tin cho hay, Houthi đã điều lượng lớn xe quân sự hạng nặng và các tay súng, số lượng lên tới hàng trăm tới vùng Al ở phía nam tỉnh Hodeida. Mạng tin tức Sheba Intelligence Anh cũng đưa thông tin này, đồng thời dẫn một nguồn tin cho biết động thái của Houthi là một phần trong kế hoạch quân sự chuẩn bị cho tình huống leo thang có thể xảy ra sau khi nhóm này tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel và bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ ở Biển Đỏ. Theo nguồn tin của Sheba Intelligence quân tiếp viện do Houthi triển khai được tập hợp từ các vùng khác nhau ở Hodeida, nơi nhóm vũ trang có sự hiện diện quân sự rất mạnh mẽ. Ngoài ra, Houthi còn điều động cả các hệ thống phòng không. Trước đó, hôm 9 tháng 11, một nguồn tin tình báo nói với Sheba Intelligence rằng Houthi đã có được tên lửa phòng không Kodat-3 của Iran từ 6 tháng trước. Hệ thống này đã được vận chuyển lậu tới bờ biển đỏ. Theo giám sát của các chuyên gia nước ngoài, tổ hợp Kodat-3 của Houthi gần đây đã di chuyển qua lại giữa làng al thị trấn Al-Luhayyad và đảo Kamaran ở Hodeida. Trong ngày 11 tháng 11, quân tiếp viện và một số khí tài quân sự đã di chuyển trước, việc triển khai tên lửa được thực hiện sau đó. Ngoài tên lửa phòng không, các tên lửa tấn công đường biển của Houthi đã được vận chuyển từ nhiều nơi khác nhau, đặc biệt là từ quận Bajin, tỉnh Hodeida, rồi tập hợp triển khai gần bờ biển đỏ. Điều này sẽ cho phép nhóm vũ trang tại Yemen đe dọa tuyến đường thương mại và lực lượng quốc tế tại biển đỏ trong bối cảnh Houthi đang chuẩn bị cho cuộc tấn công tiềm tàng từ phía các lực lượng nước ngoài, đặc biệt là từ quân đội Israel và Mỹ. Nhóm này gần đây cũng tăng cường các cuộc tấn công vào các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận ở Marib. Cách đây hơn một tuần, các nguồn tin quân sự trong chính phủ Yemen nói với Shiba Intelligence rằng Houthi với sự hỗ trợ của các chuyên gia Iran đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Marib để chiếm các mỏ sản xuất dầu khí quan trọng nhất ở Sefer. Ngày 7 tháng 11, tờ Arab News dẫn lời ông Sassas al mekafri một quan chức quân sự thuộc Cục Chỉ đạo Lực lượng Vũ trang Yemen cho biết, Houthi đã dồn quân, đồng thời triển khai các phương tiện quân sự và vũ khí hạng nặng bên ngoài thành phố Marib trong vài tuần gần đây. Các chuyên gia quân sự cho rằng nhóm vũ trang này có thể sẽ sử dụng tên lửa bắn vào Israel, làm vỏ bọc cho các hoạt động quân sự nội bộ và di chuyển vũ khí để chuẩn bị cho tình huống nội chiến tái diễn ở Yemen. Nguy cơ khơi lại chiến tranh, giao tranh ở Yemen đã giảm mạnh sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022. Nhiều hành động thù địch được kiềm chế kể cả khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đang căng thẳng và dự đoán có thể leo thang dẫn đến giao tranh. Theo nhà phân tích Mitchell Horton tại tổ chức tư vấn Responsible Statecraft Mỹ, Houthi đang đứng trước nguy cơ tự đẩy mình và Yemen vào một vòng leo thang mới dẫn tới tái giao tranh ở Yemen sau khi nhóm vũ trang này phát động các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái drone nhằm vào Israel mặc dù houthi sở hữu cả tên lửa và drone vũ trang có thể tiếp cận israel nhưng cả hai đều không có khả năng qua mặt được hệ thống phòng không của quốc gia do thái những hành động khiêu khích mới nhất của houthi sẽ không tác động đến cuộc chiến israel hamas nhưng có thể kích động các cuộc tấn công trả đũa của mỹ và đồng minh có khả năng houthi sẽ đáp trả bất cứ cuộc không kích nào nhằm vào họ bằng cách leo thang hơn nữa các vụ phóng tên lửa và drone nhắm mục tiêu sang cả saudi arabia và uae nhóm vũ trang tại yemen từng nhắm mục tiêu thành công vào các địa điểm nằm sâu trong lãnh thổ hai nước này trong đó có các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Cả Saudi Arabia và UAE đều còn những vai trò nhất định trong cuộc chiến tại Yemen, do đó họ sẽ buộc phải đáp trả các cuộc tấn công do Houthi phát động, có thể bằng cách tiến hành các cuộc không kích riêng. Mặc dù Houthi được xem là lực lượng ủy nhiệm của Iran và nhận được sự hỗ trợ vật chất, kỹ thuật của nước này, nhưng không giống với Hezbollah, Iran có ít quyền kiểm soát hơn đối với tiến trình ra quyết định của Houthi. Nếu như Tehran có thể hạn chế phạm vi hoạt động của Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm khác theo ý mình. Thì trong trường hợp của Houthi, gần như không ai tiếp cận được ban lãnh đạo cấp cao nhất của nhóm này, trừ những thành viên cấp cao nhất của tổ chức. Do đó có khả năng Iran thậm chí không biết trước quyết định phóng tên lửa về phía Israel của Houthi. Bằng cách nhắm vào Israel, Houthi đang hy vọng đánh lạc hướng người dân Yemen trước thất bại của nhóm này trong việc mang lại cơ hội kinh tế cho đất nước. Houthi nhận thức được rõ các vụ phóng tên lửa ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ khiến nhiều người Yemen cảm thấy thế nào. Xu hướng chống Israel ở Yemen cũng như phần lớn thế giới hồi giáo đang rất cao và không ngừng gia tăng. Vì vậy, nỗ lực của Houthi nhằm vào Israel có thể được nhiều người Yemen đánh giá cao, ngay cả với những người sống ngoài tầm kiểm soát của Houthi. Song, thật không may cho Yemen và khu vực, năng lực tác chiến cũng như tâm thế sẵn sàng trở thành kẻ hiếu chiến của Houthi trong cuộc chiến Israel-Hamas sẽ đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang sôi sục. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn tháng 4 năm 2022 hết hiệu lực, các bên tham chiến ở Yemen vẫn kiềm chế, tránh tái diễn giao tranh trên diện rộng do sự cân bằng quyền lực mong manh giữa các đối thủ. Tuy nhiên, hành động của Houthi và phản ứng từ Mỹ và các đồng minh trong bối cảnh hiện nay có thể làm đảo lộn cán cân này nếu điều đó xảy ra do tranh trên khắp yemen sẽ tái diễn với những hậu quả nặng nề không chỉ với người dân yemen mà còn cả khu vực